Như vậy ở đây ta sẽ lập tỷ số Y2 trên Y1, Y2 lambda 2D chia A, lambda 1D chia A, chính là bằng lambda 2, lambda 1. Y1 ở đây là bằng 0,36 mili, lambda 2 bằng 600, lambda 1 bằng 540. Vậy suy ra Y2 sẽ bằng 600 chia cho 540 nhân với 0,36 bằng 0,4 mili. 0,4 mili. Y2 bằng 0,4 mili, có nghĩa là chọn B.